Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Cùng chào đón song ly của chúng tôi, Linh Ly và Hương Ly. Bây giờ là thời gian dành cho các bạn chào các quý vị khán giả. Linh và Ly xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Xin chào anh Thành Trung, xin chào Diệu Nhi và xin chào các bạn. Chào chị. Và em cũng xin gửi lời chào chân thành nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6. Em chào anh Thành Trung, chào chị Diệu Nhi và chào chị Linh Ly. Dạ. Và vấn đề là tôi muốn hỏi hai bạn là các bạn có tin vào trực giác của mình không, Linh Ly? Em nghĩ là một phần thôi ạ. Em sợ nhiều khi em đoán sai vì thực sự là khi chương trình nào mà em tham gia mà kiểu đoán là em hay bị sai lắm, em toàn bị thua thôi. Em toàn bị thua. Dạ. Vậy thì biết đâu đó Hương Ly bù đắp được cho em. Hương Ly. Em thì trực giác của mình cũng thi thoảng chứ không phải thường xuyên anh ạ. Vâng, ví dụ như là thỉnh thoảng em có một cái quyết định gì đấy quan trọng chẳng hạn, trong cuộc sống chẳng hạn, thì là em, người em nó sẽ nôn nao, hoặc là ví dụ việc đấy không nên làm là em sẽ cảm giác là mệt mỏi và không có hứng thú. Vâng ạ. Khó chịu. Trồn, đúng rồi ạ. Rồi. Vậy thì anh nói rằng ngày hôm nay các em sẽ là một sự kết hợp đặc biệt và chắc chắn khán giả cũng rất là mong các em cúc ly cho chiến thắng của mình. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay chương trình. Xin mời hai bạn về vị trí.